Xin chào tất cả các bạn. Như các bạn đã biết thì việc chúng ta tiến hành thiết kế bài kiểm tra cho học sinh trên ứng dụng Microsoft Form hiện tại thì nhìn chung đã khá tốt với việc là học sinh thực hiện các bài kiểm tra trắc nghiệm cũng như là hệ thống tự động chấm điểm, tráo đề, vân vân. Tuy nhiên thì chúng ta thấy có một cái điểm mà chúng ta thấy rằng là giáo viên coi khó kiểm soát nếu mà giả sử như học sinh có thể là mở thêm một cái địa chỉ web khác để tra cứu này, hay học sinh có thể chụp ảnh toàn bộ màn hình máy tính. Đó. Thế thì để hạn chế tối đa nhằm tránh học sinh gian lận trong quá trình kiểm tra thì chúng ta sẽ thiết kế bài kiểm tra trên Microsoft Form và kết hợp với một ứng dụng trên Windows 10 để hạn chế sự gian lận của học sinh. Ví dụ như ở đây mình có đường link của bài kiểm tra. Thì sau khi chúng ta truy cập đường link này thì máy tính sẽ hiển thị màn hình làm bài của học sinh chiếm toàn bộ màn hình máy tính. Đó. Đây thì bài kiểm tra bắt đầu hiện lên, cho nên là cái phần quay màn hình của mình thì không thực hiện quay được cái phần này, cho nên các bạn quan sát thấy màn hình màu đen. Đó. Trên thực tế thì chúng ta sẽ làm bài ở cái màn hình này và khi thoát ra thì học sinh chỉ cần nhấn tổ phím Ctrl Alt để thoát ra khỏi màn hình làm bài. Đó. Sau khi thoát ra khỏi màn hình làm bài thì học sinh không thể kiện tra cứu cũng như hay là làm thêm bài được nữa. Đó. Thế để làm được việc này các bạn sẽ tiến hành làm như sau. Bước thứ nhất là chúng ta thiết kế nội dung bài kiểm tra trên Microsoft Form. Phần này thì các bạn chắc cũng đã làm quen rồi. Ví dụ như đây mình có một cái bài kiểm tra lịch sử cho học sinh khối 11. Mình yêu cầu học sinh điền họ và tên đệm, điền tên, thế rồi là lựa chọn lớp tương ứng của mình và nội dung các câu hỏi trắc nghiệm trong bài kiểm tra. Ở phần chia sẻ, đây mình sẽ chọn chia sẻ với dạng đó là bất cứ ai có link thì đều có thể gửi phản hồi. Chúng ta copy cái link này. Chúng ta truy cập địa chỉ web. Cái phần địa chỉ này thì mình sẽ để trong phần mô tả video ở bên dưới, thì các bạn có thể lấy địa chỉ này. Sau đó chúng ta sẽ dán cái địa chỉ chia sẻ bài kiểm tra trên form của chúng ta vào đây. Chúng ta chọn create link. Như vậy là với cái link này thì các bạn có thể cung cấp cho học sinh để làm bài kiểm tra. Và chúng ta chú ý dặn học sinh khi sử dụng, ví dụ đây mình sử dụng trên trình duyệt Chrome. Khi trình duyệt này hỏi chúng ta có mở ứng dụng Take a Test hay không thì chúng ta chọn mở Take a Test. Tiếp tục chúng ta chọn Yes để máy tính của chúng ta chọn mở ứng dụng này, và tiếp theo chúng ta không thao tác gì trên cái màn hình này. Như vậy là màn hình bài kiểm tra đã hiện ra và chúng ta sẽ tiến hành làm bài kiểm tra bình thường. Đó. Trên video này chúng ta nhìn thấy màn hình màu đen vì ứng dụng quay màn hình của tôi thì không quay được cái phần này. Để thoát bài, học sinh sẽ ấn những tổ phím Ctrl Alt để thoát. Như vậy là sau khi mà thoát ra thì ứng dụng cũng tự động nộp bài kiểm tra và đăng xuất. Các bạn lưu ý là với một đường link này thì chỉ truy cập được một lần trên một máy tính. Tức là máy tính làm bài của học sinh chỉ vào link này được một lần, học sinh sẽ không truy cập được lần thứ hai. Nếu giả sử mà máy tính đó bị trục trặc, học sinh muốn vào lại cái link đó ở trên cái máy của mình, thế thì chúng ta lại cấp lại link cho học sinh bằng cách là chúng ta lại chọn create link lại ở đây và chúng ta cung cấp đường link cho học sinh. Các bạn thân mến, như vậy là trong video này chúng ta đã tìm hiểu về cách cài đặt bài kiểm tra trên Microsoft Form với cái hướng đó là hạn chế tối đa sự gian lận của học sinh. Xin chúc các bạn sẽ thực hiện thành công và tạo được những bài kiểm tra có chất lượng nhằm kiểm tra và đánh giá thực chất năng lực của học sinh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.